quay trở lại với kênh youtube của mình thì dạo gần đây những web min một đô nó thường hay ra vào những đêm tối đây mặc dù là nên không ngày à, đêm tối theo giờ việt nam thôi chứ thực ra đến bây giờ bọn nó thì uh, khác à, thì uh, đối với con web ngày hôm nay mình sẽ so sánh với con web mà trước mình vừa mới làm cách đây vài tiếng đồng hồ thực ra web này mình cũng có gửi đến cho tất cả các bạn ở trên vk mình cách đây vài tiếng đồng hồ uh, à, VK với Telegram link mình để phần mô tả bên dưới nếu như bạn muốn nhận được những web này Uh, sớm nhất thì các bạn xem link ở phần mô tả bên dưới nhé để các bạn tiến hành đầu tư. thì ở đầu tiên mình sẽ đánh quạ giá qua về web trước ở web này này mọi người chơi rất kinh <laughs> chủ yếu là các bạn uh, thanh mai chú cún xanh những bạn người Việt Nam các bạn ấy vào rất là kinh ở trên web này những bạn mà mình cũng chả biết là ai À, thực ra là ở người Việt Nam họ có rất nhiều người họ chơi à, âm thầm họ chơi đêm tối họ cũng chơi lúc nào họ cũng chơi sáng ra họ họ ngủ rất muộn và thức dậy cũng rất sớm để họ chơi thể loại web như này à, chúng ta đã 6 ngày hàng Mỹ các kiểu cũng không phải là một cái web mà để mà kiểu nào là nó vừa lập ra để cái này mà chết luôn vì nó cũng mua tương đối là lâu hiện tại chúng ta 237 thành viên 3.965 để 78 lợi được đã rút tiền Ừ, nhìn chung qua về web thì chúng ta sẽ có plan là có 10 giờ à, và ngày Các bạn à, có rất nhiều bạn, bạn ấy không hiểu ở chỗ đoạn này thì tí nữa Mình sẽ giải thích ở chỗ đoạn này nhé Bằng cách tí nữa mình sẽ giải thích Ok Thì đây là qua web chúng ta sẽ có bla bla Ok Thì bây giờ đăng ký đã à, Cái những cái web này thì thông thường là chúng ta sẽ nhìn qua cái mục đầu tư là chủ yếu thôi Còn những cái phù phiếm bên ngoài ấy thì những cái phủ phía bên ngoài thực ra bản chất nó cũng không có gì là ấy cả đâu nếu như web chết thì mọi thứ nó, nó 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 nó, vô nghĩa hết các bạn hiểu lôm na thế chúng ta không thể đánh giá một cái quyển sách qua một cái bìa được thì đây nó giống như là một cái bìa vậy để mà có một cái cảm nhận ok nhất thì các bạn có thể link mình để phần mô tả bên dưới các bạn có thể thử đầu tư để mà cho ra một cảm nhận nó gọi là ok nhất ở đây ok đăng ký ok xếp lại này okay. Okay. ok ok thì để mà có một cảm nhận ok thì ở chỗ này là đây câu để cảm nhận ok nhất thì chúng ta luôn luôn cần phải bỏ tiền vào đầu tư bơ nên mít ba phút giờ lâu thế nhỉ Plan một phòng 10 giờ à, chúng ta sẽ đánh cái này nhé Mình bao giờ mình bảo là đánh những cái ấy thấp nhất Ở đây mình sẽ tính toán lại này Đây à, Rất nhiều bạn hỏi mình là sau Nếu bỏ một đô thì sau à, như thế nào Bỏ một đô thì sau 10 giờ các bạn sẽ thu lại 1.10 đô à, Rất ít đúng không còn Nó có nhiều plan nó còn ít hơn nữa cơ Chứ không phải plan như thế này cũng là rất ít với cá nhân mình thấy thì sau 10 giờ như thế này thì nó cũng không phải là một bờ lan quá nhiều về ấy nhưng mà cũng thế như thế này cũng là nhiều ở con quét này thì mình thấy độ mạo hiểm nó tương đối là cao thấp đâu tương đối là cao nhưng mà thôi mình sẽ nhận lại theo chỗ này các bạn nhớ nhé rất nhiều ông hỏi là các bạn bỏ 10 độ một đô vào đây sẽ mất này nhắc lại đoạn này bỏ một đô vào đây sẽ mất sau đó thì chờ đủ 10 tiếng thì các bạn bay lần của các bạn sẽ có 1.10 đô như này sau đó thì 1.10 1 1.1 đây 1.1 này cho dễ hiểu đi à, sau đó thì các bạn có thể tiến hành rút hết số tiền này ra được rồi và sau khi rút hết số tiền này ra rồi thì các bạn có thể bỏ web được rồi và chờ ngày mai mình sẽ làm một web khác thì trước mắt thì nếu như mà mới chơi thì một đô chơi lâu dần rồi 10 đô dần nữa rồi 100 đô thì cái số này nó cái lãi suất như thế này này nó sẽ ok hơn rất nhiều nhưng mà thông thường những web này ít ai chơi đến 100 đô Thông thường là cứ 10 đô một ngày, ngày có khoảng tầm hai quét ngon là chúng ta đã có quá ok rồi Nhưng thực ra con này nó không ngon lắm đâu Bây giờ mình sẽ gửi tiền vào Đây, độ xác minh thì khá là cao Điểm này lấy điểm trừ, à điểm cộng đấy Nói chung là chơi ở cái mức độ 10 giờ thì không vấn đề gì cả uh, Quét thì chắc là tối tối mai mới có thể chết được chứ không thể mà chết sớm quá đâu cao này luôn này Đấy. ok thì bây giờ mình sẽ so sánh con web này với web này một chút con cái này thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút tiền đã sau đó thì mình sẽ so sánh Đấy. mình có đầu tư nhỏ cho này rút tiền cho các bạn xem ok Đây. ok tiền về rồi ok thì để so sánh ở hai quét này chúng ta có một cái trực quan hơn thì về cá nhân mình đầu tiên uh, chúng ta chấm điểm đi về hình thức thì con này ok hơn một chút uh, về hình thức vẻ vẻ ngoài thì ok ok hơn một chút uh, nó không bị lạm giá quá nhiều đây là phần kiểu như là ném ồ ạt anh em ném tiền vào ồ ạt đây này các bạn nhìn đến này các bạn có thể nhìn thấy là nó không bị ném tiền quá nhiều ồ ạt vào, tổng số member 400 là. Khi nó mặc dù nó mới ra thôi, nó mới ra cũng là cùng running không ngày ấy, thì mình đánh giá cái thằng mà nó không bị ném tiền ồ ạt vào nhiều. Ấy. Đối với thằng bị ném tiền ồ ạt vào thì đương nhiên thằng nào bị ném tiền ồ ạt vào nhiều nhất là thằng ấy dễ chết nhất, nó giống như kiểu là thằng ăn nhiều thì nó bị béo phì dễ chết các bạn nhìn này. Đấy. Thì hai thằng thì rõ ràng là thằng này nó không không đổ tiền ồ ạt vào nó cũng dễ hiểu thôi vì một phần nữa là cái cái thằng này nó đánh theo 10 giờ còn phần nữa là thằng này nó đánh theo 24 giờ thế nghiễm nhiên là cái thằng này nó phải đổ số lượng tiền nó đổ vào nhiều nhất bởi vì nó đổ xong rồi nó rút ra ờ, trong vòng 10 giờ thì thông thường bọn nó sẽ đánh thế thì đấy cũng là một điều dễ hiểu ờ, về giao diện của nó ấy, thì thằng này là giao diện basic thì mình cũng gặp quá nhiều rồi nên ra mình cũng không thích về cái giao diện đấy nữa đấy là phần giao diện ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bên trong để mà chúng ta có thể thấy được rõ hơn Ở phần bên trong thì quá trình đầu tư thì đối với thằng này là đầu tư 10 giờ và lãi suất nó 10 giờ là đã cao hơn cái lãi suất của thằng này rồi Đấy vì chính vì lãi suất cao hơn và thời gian thấp hơn Đâm ra thằng này nó sẽ được ưa chuộng hơn so với thằng này Nhưng mà dù sao thì mình vẫn thích cái thời gian dài và lãi suất ít hơn thì khả năng nó chết rất là Thấp. bởi vì rất là có rất nhiều bạn nào các bạn ấy không đón đầu được cuộc chơi ví dụ thằng này là các bạn chơi thì các bạn phải đón đầu được cuộc chơi thì gần như là kiểu dạng như cá mập ấy, thì nó hút được hết chứ còn cái những cái thằng này cá mập gần như là cũng rất khó để mà hoạt động cũng thể có thể hoạt động nhưng mà nó rất khó để hoạt động thành thử ra là con này thì nó sẽ thiên về cho kiểu là thằng đủ tiền nhiều hơn nhưng mà vấn đề là con này nó sẽ dễ chết hơn về cá nhân mình thì nếu như mà chơi lâu thì có thể chơi con này, tập chơi thì nên chơi con này, đấy kiểu như vậy. Nếu trong quá trình đầu tư thì chúng ta có thể suy nghĩ cái việc đấy. Còn tiếp theo nữa là con này thì nó có khả năng chạy hai ngày, còn con này thì nó có khả năng chạy chỉ mười mấy tiếng là là kinh. Chắc là chiều 2 3 giờ chiều là nó chết hoặc là 4 5 giờ chiều là chết là kinh. Con này chạy chỉ mấy tiếng, nói chung là có được một ngày. Còn con này thì nó có thể chạy đến hai, hai ngày thì các bạn ăn vòng con này là tầm ăn một ngày là ok dù dù kiểu gì chăng nữa thì chạy theo kiểu một ngày là ok để rút còn con này thì chúng ta cần phải bất bắt nhịp cuộc chơi cái okay, điểm chất tin cậy thì đương nhiên thằng này nó hơn nhưng mà cái điểm đấy thì nó cũng chẳng nói lên được một điều gì ừ, mình thấy nó cũng không nói lên một quá nhiều điều gì kinh khủng nên thành thử ra là mình thấy là cũng không có gì để mà đáng nói điểm điểm chắc ở đây đối với thằng này Ok thì điểm cuối cùng đó là cái support hỗ trợ. Thì support hỗ trợ thì thằng này này ok hơn. Ừ, rất ít con có một sự support hỗ trợ ok thì thằng này nó lại là thằng có một cái support hỗ trợ ok hơn khi mà đây. Ừ, dù sao thì support hỗ trợ nó cũng không nói lên được điều gì nhưng mà mình cảm thấy thằng này support hỗ trợ ok hơn nó làm nó ok hơn về các kiểu thế thôi. Mình đơn giản là mình chỉ cảm thấy thế thôi còn chúng ta sẽ có một hàng đến từ gì nhỉ một thằng này đến đức một thằng này đến từ đâu à, một hàng đến từ mỹ một hàng đến từ đức thì phải đấy, thằng này đến từ đức một thằng này đến từ mỹ ok thì đấy là phân tích của mình à, đối với con quét này thì nó sẽ chết theo giờ còn con quét này thì nó có thể lao lên đến tầm hai ngày còn cảm nghĩ các bạn sao thì có thể có ở phần mô tả bên dưới đấy là phân tích của mình thôi còn nhiều khi các bạn có những cái sáng kiến cao hơn à, đây là trên cá nhân mình cảm nhận thế khi mình chơi thôi các bạn nhớ kích link ở phần mô tả bên dưới các bạn không cần đăng ký cũng được có nghĩa là không cần phải đăng ký nick web à quên nhầm không cần phải đầu tư vào web này cũng được nhưng mà kích link ở phần mô tả bên dưới để ủng hộ mình ra clip bởi vì một clip này nó không đáng là một đô đâu nhưng mà các bạn kích link rút gọn ở bên dưới Nó cũng là ủng hộ mình cộng với xem video này đi cho tất cả mọi người để mọi người cùng có thể uh, kiếm tiền đây là một phương pháp kiếm tiền nó cũng không phải là dễ hết quá dễ nhưng mà cũng dễ tiếp cận nên ra mong các bạn là Xem video này nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và nhớ subscribe.